Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 11, truyền hình nhà nước Cuba đưa tin lãnh tụ cách mạng nước này Fidel Castro đã từ trần, hưởng thọ 90 tuổi. Theo tâm nguyện của lãnh tụ Fidel, thi hài của ông sẽ được hỏa táng. Lãnh tụ Cuba sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926. Ông là một nhà cách mạng vĩ đại, một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ 20. Ông là người đã ghi danh Cuba vào lịch sử nhân loại với cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài, dẫn dắt quốc gia Caribe này đến với con đường độc lập của ngày hôm nay. Fidel Castro từng nắm giữ chức vụ thủ tướng Cuba từ năm 1959 tới năm 1976 và sau đó là chủ tịch Cuba cho tới khi từ nhiệm vào năm 2008. Ông cũng là bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba trong giai đoạn 1965-2011. Theo Telegraph, ông Fidel có vấn đề về ruột ngay từ đầu những năm 2000. Hồi tháng 4, ông phát biểu trước các chính trị gia Cuba rằng ông có thể qua đời sớm, nhưng lý tưởng của ông sẽ còn sống mãi. Sự ra đi của nhà lãnh đạo huyền thoại Fidel Castro là một sự mất mát lớn lao không chỉ với người dân Cuba mà còn để lại sự thương tiếc với người dân Việt Nam nói riêng và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại! Audio Jungle.